chúng con nối đuôi theo ạ. Dạ, con xin chân. Mô Phật, kính chào đạo tràng, sư sinh xung phong đọc trước ạ. Hôm nay là tâm đáo đại, Maha Gát Các Chích Tá, có 27 tâm chia làm hai nhóm. Một, tâm sắc giới Rupa Vachara Chích Tá có ba nhóm: A, tâm thiện sắc giới Rupa Vachara Kusala Chích Tá; B, tâm quả thiện sắc giới Rupa Vachara Vipaka Kusala Chích Tá; tâm duy tác sắc giới Rupa Vachara Kiriya Chích Tá, Kriya Chích Tá; tâm vô sắc giới Arupa Vachara Chích Tá có ba nhóm: A, tâm thiện vô sắc giới Arupa Vachara Kusala Chích Tá; B, tâm quả thiện vô sắc giới Arupa Vachara Vipaka Kusala Chích Tá; C, tâm duy tác vô sắc giới Arupa Vachara Kiriya Chích Tá, Kiriya Chích Tá; tâm sắc giới Rupa Vachara Chích Tá; tâm thiện sắc giới Rupa Vachara Kusala Chích Tá đi có năm: một, quý tá cá quý chà rá bì tý su khá á ca gá tà sa hi tăng bát thá ma chi na kusala chích, tâm sở thiện thiền cùng với tầm tứ phỉ lạc định; hai, quý chà rá bì tý su khá ê ca gá tà sa hi tăng đu tý giá chà ná kusala chích tăng, tâm thiện nhị thiền cùng với tứ phỉ lạc định; bì tý su khá ê ca gá tà sa hi tăng tá tý giá già ná kusala chích tăng, tâm thiện tam thiền cùng với phỉ lạc định. Số 4, su khá ê ca gá tà sa hi tăng cha tu thá già ná kusala chích tà, tâm thiện tứ thiền cùng với lạc định upekkha ekagata sahi tăng bành cha ma cha na kusala chích tăng chề tí, tâm thiện ngũ thiền cùng với xả và định imani bành cha vi rupa chara kusala chích ta ni nama, đó là năm loại tâm thiện thuộc sắc giới. Mô Phật. Sư nghĩ sư đã đọc xong, rất là hay quý vị. Kính mời quý vị đọc ha, quý vị đọc mà chú tâm á, tâm của quý vị sẽ được an vui ạ. Phật. Dạ Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Dạ con thành kính lĩnh lễ sư Thanh Tâm và dạ, con kính chào quý cô tu nữ và toàn thể đạo tràng ạ. Con xin đọc bài Tâm Đáo Đại Maha Gá Chích Tá, có 27 tâm chia làm hai nhóm. Một, tâm sắc giới Rupa Vachara Chích Tá có ba nhóm. A, tâm thiện sắc giới Rupa Vachara Kusala Chích Tá. B, tâm quả thiện sắc giới Rupa Vachara Vipaka Kusala Chích Tá. C, tâm duy tác sắc giới Rupa Vachara Kiriya Chitta. Hai, tâm vô sắc giới Arupa Vachara Chitta có ba nhóm. A, tâm thiện vô sắc giới Arupa Vachara Kusala Chitta. B, tâm quả thiện vô sắc giới Arupa Vachara Vipaka Kusala Chitta. C, tâm duy tác vô sắc giới
Aruba quá chá rá ký rì già ký rì già chít tá rì già chít tá tâm sắc giới rù bá quá chá rá chít tá thâm tâm thiện sắc giới rù bá quá chá rá cú xá lá tà ní có nằm ví tắp cá ví chà rá đi tí xú khá ê gần gát tà xá hí tằng bá thá mắt chà ná cú xá lá chít tằng tâm thiện sơ thiền cùng với tầm tứ vĩ lạc định hai ví cha rá bì tí xú khá ê căng gát tá xá hí tăng đù tí dắt cha ná cú xá lá chít tăng tâm thiện nhị thiền cùng với tứ vĩ lạc định ba bì tí xú khá ê căn gát tá xá hí tăng tá tí dắt cha ná cú xá lá chít tăng tâm thiện tâm thiền cùng với vĩ lạc định bốn xú khá ê căn gát tá xá hí tăng chấp chú thấp cha ná cú xá lá chít tá tâm thiện tứ thiền cùng với lạc định năm ú bết kha ê căng gát ta xá hi tăng bành chá mắt chà ná cú xá chít tăng chê tí tâm thiện ngũ thiền cùng với xả và định ý mà ní bành chá bí rù bà quá chá rá cú xá lá chít tà ní na má đó là năm loại tâm thiện thuộc sắc giới. Dạ, con xin đọc bài xong ạ. Con xin cuốn mất ạ. Nam Mô Bích Thay dạ. Dạ, con Nguyên Trang. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn, dạ cảm ơn sư An Nhiên và sư chị Kim Nhung đã cho con biết được tín hiệu. Dạ con xin đọc bài ạ. Cảm ơn chị Kim Nhung đã post bài. Tâm đáo đại Mahakata Chitta có 27 có 27 tâm chia làm hai nhóm, một tâm sắc giới Rupa-vá-chára-chitta có ba nhóm. A. Tâm thiện sắc giới Rupa-vá-chára-kusala-chitta. B. Tâm quả thiện sắc giới Rupa-vá-chára-vibha-ca kusala chitta tâm duy tác sắc giới ruva vachara kiriya chitta hay là riya chitta tâm vô sắc giới aruba vara chitta có ba nhóm. A. Tâm thiện vô sắc giới aruba vara aruba vachara kusala chitta. B. Tâm quả thiện vô sắc giới aruba vachara vipaka kusala chitta tâm duy tác vô sắc giới aruba vachara kiriya chitta tâm sắc giới ruba vachara chitta tâm thiện sắc giới Rupa quá chá rá chít tá Kus, oh, I'm sorry. Rupa quá chá rá Kusala chít tá ní. Một, có năm. Một, quý tắc cá quý chá rá bì tí su khá e khắc gát tà sá hí tăng
Pathamaccha, Nakusala Chittang, tâm thiện, sơ thiền, cùng với tầm tứ phỉ lạc. À, đúng rồi. Phỉ lạc định. Hai, Vichara, bi tí, Sukha. Ekagata, Sahitang, Dutiwaccha, Na. Kusala Chittang, tâm thiện nhị thiền cùng với tứ phỉ lạc định. Ba, bi tí, sukha, ekagata, sahitang, tatiwacchana, kusala chittang, tâm thiện tam thiền cùng với phỉ lạc định. Sukha, ekagata, sahitang, chatutthachana, kusala chitta, tâm thiện tứ thiền cùng với lạc định. Năm, upekkha, ekagata, sahitang, panchamacchana, kusala chittang cheti, tâm thiện ngũ thiền cùng với xả định. Imani pancha pirupao vacara kusala chitta ni nama, đó là năm loại tâm thiện thuộc sắc giới. Dạ con đã đọc xong mà, dạ con kính mời đạo tràng, kính mời Sita Tina Nguyễn, dạ con kính mời. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, và con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ với cô tư nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Tâm đáo đại Mahatatita có 27 tâm chia làm hai nhóm. Một, giới Vacaracitta có ba nhóm. Tâm thiện sắc giới Rupavacara Kusalacitta. B, tâm quả thiện sắc giới Rupavacara Vipaka Kusalacitta. C, tâm di tác, tâm di tác sắc giới Rupavacara Kiriyacitta. 2, tâm vô sắc giới Arupavacara Chitta có ba nhóm. A, tâm thiện vô sắc giới Arupavacara Kusala Chitta. B, tâm quả thiện vô sắc giới Arupavacara Vipaka Kusala Chitta. C, tâm di tác vô sắc giới Arupavacara Kiriya Chitta. Tâm sắc giới Rupavacara Chitta, tâm sắc giới Rupavacara Kusala Chitta ni có năm: Vitakka, Vichara, Piti, Sukha, Ekagata, Sahitang, Pathamaccana, Kusala Chittang, tâm thiện sơ thiền cùng với tầm tứ phỉ lạc định. Hai, Vichara, Piti, Sukha, Ekagata, Sahitang, Dutiyacchana, Kusala Chittang, tâm thiện nhị thiền cùng với tứ phỉ lạc định. Ba, Piti, Sukha, Ekagata, Sahitang, Tatiyacchana, Chana Kusala Chittang, tâm thiện tam thiền cùng với vị lạc định. 4. Sukha Ekagata Sahitang Chattutha Chana Kusala Chitta, tâm thiện tứ thiền cùng với lạc định. 5. Upekkha Ekagata Sahitang Panchamacchana Kusala Chittang Cheti, tâm thiện ngũ thiền cùng với xả và định. Imani pancha pi rupavacara kusala citta ni nama, đó là năm loại tâm thiện thuộc sắc giới. Dạ thưa con kính tri ân quý sư và con kính tri ân.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin đảnh lễ sư Thanh Tâm, quý sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào tại đạo tràng bài. Tâm đáo đại Mahagachitta có 27 tâm chia làm hai nhóm. Một, tâm sắc giới Rupa Vacharachitta có 3 nhóm. A, tâm thiện sắc giới Rupa Vacharakusalachitta. B, tâm thiện sắc giới Rupa Vacharakusalachitta. C, tâm duy tác sắc giới Rupa Vacharakiriyachitta. Kriya Chitta. Hai, tâm vô sắc giới Arupa Vacharachitta có 3 nhóm. A, tâm thiện vô sắc giới Arupa Vacharakusalachitta. B, tâm quả thiện vô sắc giới Arupa Vacharakusalachitta. C, tâm duy tác vô sắc giới Arupa Vacharakiriyachitta. Kriya Chitta. Tâm sắc giới Rupa Vacharachitta. Tâm thiện sắc giới Rupa Vacharakusalachitta ni có 5. 1. Quý tắc cá Quý trà rá Bì tí Sú khá Ê cắt gá tà Sa hi tăng Bá tha mắc trà ná Kusalachitta. Tâm thiện sơ thiền cùng với tầm tứ hệ phỉ lạc định. 2. Quý trà rá bì tí su khá ê cắt gá tà sa hi tăng đu tí chắc trà ná cú sa lá chít tăng. Tâm thiện nhị thiền cùng với tứ phỉ lạc định. 3. Bì tí su khá ê cắt gá tà sa hi tăng ta tí chắc trà ná cú sa lá chít tăng. Tâm thiện tam thiền cùng với phỉ lạc định. 4. Sú khá ê cắt gá tà sa hi tăng cha tu thất trà nát cú sa lá chít tá. Tâm thiện tứ thiền cùng với lạc định. 5. U bé kha ê cắt gá tà sa hi tăng bành ồ oh. Dạ xin lỗi, cái màn hình con nó mới bị quảng cáo, để con đọc lại vậy. Nam ubekha e khắc gá tà sa hi tăng bành cha mắc trà nát cú sa lá chít tăng se chê tí. Tâm thiện ngũ thiền cùng với xả và định. I ma ni bành cha bí rù bà quá chá ra cú sa lá chít tà ni na má. Đó là 5 loại tâm thiền thuộc sắc giới. Dạ con đã đọc bài xong, cảm ơn cô Kim Nhốt bài. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ơn đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ thượng tọa Thanh Tâm cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trên đạo tràng, và trân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Và bây giờ thì chúng tôi xin được phép đọc tâm đáo đại. Tâm đáo đại Mahagachitta có 27 tâm chia làm hai nhóm. Một, tâm sắc giới Rupa Vacharachitta có 3 nhóm. A, tâm thiện sắc giới Rupa Vacharakusalachitta. B, tâm quả thiện sắc giới Rupa Vacharakusalachitta. Tâm duy tác sắc giới Rupa Vacharakiriyachitta. K
kiriya chitta tâm vô sắc giới arupa va chara chitta có ba nhóm a tâm thiện vô sắc giới arupa va ra chit kusala chitta về tâm quả thiện vô sắc giới arupa va ra vipaka kusala chitta về tâm di tác vô sắc giới arupa va ra chitta arupa va ra chara kiriya sao nó đọng tiêu à kiriya chitta tâm sắc giới rupa va chara chitta tâm thiện sắc giới rupa va chara kusala chitta ni có năm một vittaka vichara piti sukha eka ratta sahitang Vathamachana kusala chittang tâm thiện sơ thiền cùng với tâm cùng với tầm tứ vĩ lạc định hai vichara piti sukha eka ratta sahitang duti yat yat chana kusala chittang tâm thiện nhị thiền cùng với tứ vĩ lạc định pi tí su khá e ca rát ta sa hi tăng ta tí yết cha na cú sa la chít tăng tâm thiện tam thiền cùng với vĩ lạc định su khá e ca rát ta sa hi tăng chát tốt tha cha na cú sa la chít chít ta tâm thiện tứ thiền cùng với lạc định upekha ekaratta sahitang panchamachana kusala chittang chê tí tâm thiện ngũ thiền cùng với xả lạc định ismani panchapi rupa vacha ra kusala chitta ni nama đó là năm loại tâm thiện thuộc sắc giới và do máy cho nó chữ nhỏ quá gắn dướng mắt để nhìn và bây giờ chúng tôi đã đọc xong và xin bây giờ xin mời vị kế tiếp là Nam Mô Bất Tha Giác. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con nấn lễ sư Thanh Tâm, sư Pháp Trang, chư Tôn Đức Tăng với bà Cô Tôn Nữ cùng Tổng thể Đạo Trang. Dạ, con xin đọc bài. Dạ, cái chữ hơi nhỏ nhưng mà cố gắng đọc bài. Dạ. Tâm Đáo Đại, Mahat Gatachitta, các 27 tâm chia làm hai nhóm. Số 1, tâm sắc giới, Rūpa Vacchara-citta, các 3 nhóm. À, tâm thiền sắc giới, Rūpa Vacchara Kusala Citta. B. Tâm quả thiện sắc giới, Rūpa Vacchara Vipaka Kusala Citta. C. Tâm di tác sắc giới, Rūpa Vacchara Kiriya Citta Kriya Citta. Số 2. Tâm vô sắc giới, Arūpa Vacchara Citta. Các bài A. Tâm thiền vô sắc giới, Arūpa Vacchara Kusala Citta. B. Tâm quả thiền vô sắc giới, Arūpa Vacchara. Nó bị nhảy cái màn nha. Rồi, tôi xin đọc lại chỗ này nha. Số B. Tâm quả thiền vô sắc giới, Arūpa Vacchara Vipaka Kusala Citta. C. Tâm di tác vô sắc giới, Arūpa Vacchara Kiriya Chitta Kriya Chitta. Tâm sắc giới, Rūpa Vacchara Chitta. Tâm thiền sắc giới, Rūpa Vacchara Kusala Chitta ni. Có năm. Số 1, Vitakka. Tại cái màn hình nó nhảy khá, mình phải đọc lại nha. Số 1, Vitakka Vichara Piti Sukha Ekakata Sahitang
tá thắc mắc trà na kusala chít tăng tâm thiện sơ thiện cùng với tầm tứ phỉ lạc định. Số 2. Vi trà ra pi tí xúc khá e các cá tà sá hì tăng đú tí giác trà na kút. Wow. Tu thi giác trà ná cú sá lá chít tăng tâm thiện nhị thiền cùng với tứ phỉ lạc định. Số 3. Bì tí xúc khá ê các cá tà sá hì tăng tá thi giác trà ná cú sá lá chít tăng tâm thiền cùng với phỉ lạc định. Số 4. Xú khá ê các cá tà sá hì tăng chá tu thắc trà ná cú sá lá chít tá tâm thiện tứ thiện cùng với lạc định. Số 5. Upekkha e các cá tà sá hì tăng chá mắt già ná cú sá lá chít tăng chờ tí tâm thiện ngũ thiện cùng với xã và định. Ima ni pan cha ban cha pi ru ba vat cha ra cú sá lá chít tà ni na má. Đó là năm loại tâm thiện thuộc sắc giới. Dạ con xin dừng mấy chú vị kế tiếp ạ. Dạ một vậy. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con như nghĩ là lớp đọc hết rồi. Con không biết là cô Phúng có giơ tay xung phong lên đọc không thưa cô. Thì con nhường mic lại cho cô trước khi mình vào bài ạ. Nếu mà cô có lên thì cô giơ tay, cô cho con tín hiệu nha cô Phúng. Dạ, không thấy cô giơ tay rồi. Thôi vậy để con như đi vào bài luôn. Dạ. À, mới đó và mà một tuần rồi phải không cả nhà, quá là lẹ luôn. Như xin bắt đầu bước qua cái cuốn thứ hai, lý do là tự vì 200 mấy trang rồi, gần 300 trang rồi mà thấy mỗi lần lật á, cả nhà lật trong cái cuốn ebook nó quá trời là nhiều, thành ra Nguyên Như xớt qua cái trang cuốn thứ hai để mình lật cho nó khỏe ha cả nhà. Đó là lý do duy nhất thôi, chứ thôi để nhiều quá mỗi lần lật muốn xỉu luôn. Và hôm nay mình bắt đầu vô cái chương gọi là về tâm đấu đại. Hồi nãy giờ cả nhà Nguyên Như thấy đọc rất là hay, bây giờ mình đọc quá pro luôn. Và con xin đi qua cái trang đầu tiên. Và con xin sám hối là trang thứ 3, tâm đấu đại. Mahat Gata Chitta, tâm đấu đại có nghĩa là đi tới một cái sự rộng lớn, còn gọi là tâm đại hành, là một cái tâm cao thượng. Cái chữ Mahá tiếng Pali có nghĩa là lớn, và cái chữ Gata có nghĩa là đi đến. Tâm nào mà đi vào cái sự an tịnh rộng lớn thì gọi là tâm đáo đại. Đáo có nghĩa là đi. Đáo có nghĩa là đáo gia thì có nghĩa là đến nhà. Và mình có một cái thành ngữ nữa là đáo bỉ ngạn, có nghĩa là đi đến bờ kia. Có cái bài kinh đáo bỉ ngạn đó cả nhà. Tâm đáo đại này thì có tất cả là 27 tâm và được chia ra làm hai nhóm. Giống như hồi nãy giờ cả nhà mình đọc qua một cái phần này, thì đầu tiên là tâm sắc giới. Rupa Vachara Citta có 3 nhóm. Cái chỗ này là Vachara, không phải là Vachara nha cả nhà. Nó chỉ có một chữ C mà thôi. Nguyên Như xin lặp lại là tâm sắc giới. Rupa Vachara Citta có 3 nhóm. A nhỏ là tâm thiện sắc giới. Rupa
vācchārā kusala cittā, rūpa vācchārā kusala cittā. B nhỏ là tâm quả thiện sắc giới, rūpa vācchārā vibhāga kusala cittā. Rūpa vācchārā vibhāga kusala cittā. C nhỏ là tâm duy tác sắc giới, rūpa vācchārā kīriyā cittā, hay còn gọi là kriya, kīriyā hay là kriya, hai cách đọc khác nhau nha cả nhà, và cũng là một chữ. Kriya cittā. Số 2, tâm vô sắc giới, arūpa vācchārā cittā, arūpa vācchārā cittā, thì có ba nhóm. A nhỏ là nhóm tâm thiện vô sắc giới, arūpa vācchārā kusala cittā, arūpa vācchārā kusala cittā. B nhỏ là nhóm tâm quả thiện vô sắc giới, arūpa vācchārā vibhāga kusala cittā, arūpa vācchārā vibhāga kusala cittā. Và C nhỏ là tâm duy tác vô sắc giới, arūpa vācchārā kīriyā cittā, hay là kriya citta. Dạ, Nguyên Như xin sám hối, cái chỗ này là nó không có phải có chữ A gạch ngang, mà nó gọi là arūpa vācchārā kīriyā citta hoặc là kriya citta. Bây giờ mình sẽ vào tới cái phần là tâm sắc giới, là cái phần đầu tiên, tức là một nhỏ đó. Arūpa vācchārā citta thì A lớn có tâm sắc giới Rūpa vācchārā kusala cittā ní có năm. Thứ nhất, vitakka vicchārā piti sukha ekaggata sahitaṃ paṭhamacchāna kusala cittaṃ. Tâm thiện sơ thiện cùng với tầm tứ phỉ lạc và định. Số 2, vicchārā piti sukha ekaggata sahitaṃ dutiyacchāna kusala cittaṃ, tâm thiện nhị thiền cùng với tứ phỉ lạc định. Số 3, piti sukha ekaggata sahitaṃ tatiyacchāna kusala cittaṃ, tâm thiện tam thiền cùng với phỉ lạc và định. Số 4, sukha ekaggata sahitaṃ chatuṭthacchāna kusala cittaṃ, tâm thiện tứ thiền cùng với lạc định. Số 5, ubekha ekaggata sahitaṃ pañcamacchāna kusala cittaṃ cetī, tâm thiện ngũ thiền cùng với xả và định. Imani pañcabhirūpa vācchārā kusala cittāni nāma, đó là năm loại tâm thiện thuộc sắc giới. Cái chữ rūpa ở đây đó thì có nghĩa là sắc. Avācchārā thì có nghĩa là linh động, là di chuyển, là đi tới. Dạ, chào mới vào lớp ạ. Rūpa vācchārā cittā thì có nghĩa là những cái tâm thường lưu chuyển, hiện hữu trong cõi sắc giới. Khi mà mình định danh cái tâm sắc giới thì mình có ba cách để định danh. Cách thứ nhất là mình sẽ lấy đề mục là sắc pháp để tu thiền. Cách thứ hai, mình sẽ lấy nhân sanh làm phạm thiên sắc giới. Và thứ ba là thành tựu quả sắc giới và sanh về cõi sắc giới. Do nhân đắc được thiền sắc giới cho nên sẽ sanh về cõi sắc giới. Và mình đặt ra là tâm sắc giới. Thành ra khi mà mình định danh tâm sắc giới thì mình sẽ có ba cách như vậy. Và tâm sắc giới gọi là tâm thiền thì nó có ba lý do. Lý do thứ nhất là nó sẽ bám chặt vào một đối tượng duy nhất. Thứ hai, lý do gọi tâm sắc giới là tâm thiền vì nó thiêu đốt các pháp mà làm chướng ngại cho thiền. Và thứ ba là vì nó kết hợp các chi thiền như là tầm, tứ, phỉ, lạc và định. Bây giờ mình sẽ vô phân tích cái chữ thiền. Cái chữ thiền hay tiếng Pali mình còn gọi là chana. Thì
thì mình sẽ phân tích là tại sao mà mình gọi là thiền, mình gọi là chana thì có nghĩa là gì. Thì thầy kinh đã đi qua cái phần đây thì Nguyên Như xin đi qua lại. Cái chữ chana này là một cái từ Pali, là J-H-A gạch ngang N và chữ A đoạn âm. Mình gọi là chana. Đây là một cái từ Pali và mình có một cái từ Sanskrit tương đương, nó gọi là Dhyana, là chữ D, chữ H, chữ Y dài, chữ A, chữ N và chữ A. Từ chana bắt nguồn từ cái chữ gốc Pali là J, là chữ J, chữ H và chữ E, là một cái trạng thái cố quyết tập trung, chăm chú, khắng khích, miệt mài trên một cái đề mục. Đó là phần thứ nhất. Cái phần thứ hai, chữ J này cũng có nghĩa là suy nghiệm hay là đốt cháy. Suy nghiệm ở đây có nghĩa là mình nhìn kỹ vào, mình quan sát kỹ một đối tượng mà mình quan sát một cách rất là kỹ càng. Và cái chữ đốt cháy ở đây có nghĩa là thiêu đốt những cái trạng thái bất lợi, những cái trạng thái mà ngăn cản cái tỉnh tâm. Thì cái chữ chê đó cũng có nghĩa là thiêu đốt. Thành ra bây giờ quý vị nghĩ, hồi đó giờ mình cứ nói là ok, bây giờ tôi thiền, mình đi thiền, mình hành thiền, mình có một cái tâm thiền mà mình không có biết cái chữ thiền có nghĩa là gì. Thì ở đây mình đi sâu vào cái nguồn gốc nó, thì quý vị biết cái chữ thiền có nghĩa là quyết, cố quyết tập trung. Thiền có nghĩa là chăm chú, khắng khích, miệt mài trên một cái đề mục. Và thiền cũng có nghĩa là đốt cháy. Mình đốt cháy cái gì? Mình đốt cháy những cái trạng thái bất lợi, mình đốt cháy những cái trạng thái mà ngăn cản cái sự định tâm. Nói chung là mình đốt cháy những cái triền cái đó quý vị. Định nghĩa chữ thiền, cha ná, lặp lại một cái định nghĩa khác là thiền là một cái sự tập trung tư tưởng trên một đối tượng. Và việc này cần đến sự kết hợp cùng lúc của năm thiền chi. Khi mà mình nói cái chữ thiền cha ná đó, thì mình nói đến cái sự kết hợp của năm cái thiền chi. Thì bên như xin đi sâu vào, cái chi thứ nhất là chi tầm. Cái chữ Bali là quý tắc cá. Tầm, quý tắc cá, là một cái sự hướng tâm đến đối tượng. Cái chữ tứ, quý trà rá. Tứ quý trà rá là một cái sự kiểm soát đối tượng. Hỷ là pi tí. Hỷ là pi tí là một cái sự hứng thú với đối tượng. Thì pháp hỷ, mình đi sâu vào một chút, thì nó có 5 loại. Thứ nhất là tiểu hay là thiểu hỷ, tức là có chút xíu, tiểu hỷ hay thiểu hỷ. Tiếng Pali là khut đắc ca pi tí. Khut đắc ca pi tí là cách mừng như là rỡn ốc. Tức là mình ngồi thiền, xong rồi mình thấy tự nhiên mình nổi da gà rợn rợn, giống như một cái cảm giác mắt lạnh mà nó rợn rợn, nó rỡn ốc đó. Thế cái đó chính là tiểu hỷ hay là thiểu hỷ đó cả nhà. Số 2, tức là đản hay là thiểm hỷ. Đản hỷ hay là quan thiểm hỷ. Khá ní ca pi tí. Khá ní ca pi tí là cách mừng như là chớp nhoáng. Cái thứ 3 là lân hỷ. Ốc canh tí ca pi tí. Ốc canh tí ca pi tí là cách mừng như là sóng dội vào bờ. Tức là cái sự hoan hỷ nó cuộn cuộn như là một cái sóng ở trong bãi biển á quý vị. Nó dội vô bờ, nó giống như là mình bập bềnh ở trên cái biển vậy đó. Thứ tư là khinh thân hỷ, hay tiếng Pali là upekkha pi tí. Dạ, cũng như xin sám hối. Upekkha pi tí. Upekkha pi tí là cách mừng như là thân nhẹ cũng có thể bay bổng lên. Cái chữ khinh thân đó là thân nó nhẹ, nó nhẹ như một cái lồng vậy, mình có thể bay lên vậy đó. Có nhiều người họ nói là họ ngồi thiền rồi cái tự nhiên giống cái cảm giác giống như là cái chân và cái đùi, cái mông của mình á,
nó raise up, nó nhấc bổng lên khỏi cái mặt đất á, cái kiểu họ happy giống như vậy vậy đó. Số 5 là sẩm hỷ hay là sầm thấu hỷ. Phá rá na pì tí là cách mừng, làm như là ăn uống vật chi rất là bổ khỏe mà đượm nhuần cả thân thể. Sẩm hỷ hay là sầm thấu hỷ, phá rá na pì tí. Và bây giờ Nguyên Như xin đi qua cái chữ thọ. Thọ tiếng Pali là về đá na, là một cái trạng thái hưởng, hứng chịu, dung nạp và lấy cảnh sanh từ xúc. Thì có hai loại thọ xảy ra trong thiền. Nó chỉ có hai loại thôi nha chư vị. Tức là thọ lạc và thọ xả. Thọ lạc xuất khát. Thọ lạc xuất khát là một cái trạng thái vui thích, một cái dạ cảm giác dễ chịu, vui tâm hưởng cảnh an vui. Và cái loại thứ hai là xả, tiếng Pali là upekkha, là một cái trạng thái, một cái cảm giác trung bình, không có khổ mà cũng không có lạc, hay mình còn gọi là phi khổ phi lạc, dung nạp hưởng lấy cảnh. Khi mà mình tới cái cảm giác xả này đó, thì mình không có thấy, mình có cảm giác vui, không có thích, không có một cái cảm giác dễ chịu nữa, mà có khi là mình cũng thấy không có cái gì hết nữa. Thì thiệt ra cái cảm giác này là cái cảm giác xả, nhưng mà tự vì nó vi tế hơn cái cảm giác thô của hỷ. Thành ra quý vị thấy giống như sao hôm nay tôi ngồi thiền mà nó không có cái gì hết, không có, nhiều khi mình thấy là mình không có đạt được cái gì đó quý vị. Nhưng mà không phải đâu, mình đã tiến lên được một chút xíu rồi đó. Và cái chi cuối cùng là chi định ekaggata. Chi định hay còn gọi là nhất hành, hay mình cũng còn gọi là thống nhất. Tức là cái chữ định này nó có ba cái tên. Thứ nhất là nhất hành, thứ hai là thống nhất, có chỗ gọi là nhất thống, và thứ ba mình cũng có thể gọi là định. Nó chỉ là một chữ ekaggata. Đây là một cái sự tập trung hay là sự chú ý, hay còn có một cái chữ chung nữa là sự tập chú, samadhi ở trên đối tượng, là một cái sự đình trụ và một cảnh. Năm chi thiền này nói ở trên, bản chất thì ai cũng có thể có hết. Có nhiều khi mình ngồi mình cả nhà nghe Nguyên Như nói giống vậy, hồi nãy giờ mình có tầm, tức là cái sự hướng tâm tới đối tượng. Ồ, nếu như vậy thì mình lúc mình rửa chén á, rồi mình có hướng tâm tới đối tượng như vậy là mình có chi tầm mà sao ta. Rồi cái lúc mà kiểm soát á, giống như mình khi mình đi làm, mình cũng kiểm soát, mình biết là mình để cái tay lên, mình để cái tay xuống, mình cầm cái ly, mình có sự chú ý như vậy. Rồi mình thấy có sự hỷ khi mà mình tập trung như vậy á, một cái sự lạc phát sanh trong lúc mình làm việc. Rồi á, nhiều khi mình thoải mái quá, mình có một cái trạng thái giống như trạng thái dễ chịu ở trong tâm khi mà mình tập trung, mình chú ý ở trong cái công việc mình làm. Rồi mình có khi mình cảm thấy giống như là mình có trạng thái xả, sao hôm nay mình không vui, mình không có buồn. Hay là khi mà mình tập trung vào cái chuyện mà mình rửa chén, hay tập trung về mình đi đâu, mình lái xe, mình cứ tập trung, thì mình nghĩ đó là mình có định. Không phải đâu nha như vậy. Cái năm chi thiền này nói trên bản chất á, thì ai cũng có thể có. Cái đó là mình nói trong cái việc mình tu tập, giống như mình làm một cái sinh hoạt bình thường ở trong cái đời sống bình nhật của mình á, thì mình nghĩ cái đó là thiền, mà không phải nha quý vị. Cái thiền này á, mình phải ngồi, mình tập, là gọi là mình phải có một cái vị thầy ở trong cái thanh tịnh đạo. Sách thanh tịnh đạo nói những cái việc thiền này á, năm cái chi thiền này, quý vị phải ngồi, quý vị phải tập, tập lâu ngày dài, nó phải có một, có đủ cái sức mạnh để mà trấn áp cái phiền não và đưa đến các tầng thiền. Và mình phải đòi hỏi, phải trau dồi, có khi là lâu ngày, lâu tháng, lâu năm. Rồi mình phải trau dồi một cách đặc biệt và phải qua những cái vị thầy đàng hoàng, thì mình mới có một cái gọi là những chi thiền này, gọi là Samatha Phawana. Chứ không phải nhiều người cứ tưởng là ồ, để dễ quá, tôi tập trung chút xíu là tôi có tầm, tôi tập trung thêm chút xíu nữa trong khi tôi đi làm này đó là tôi có tứ, rồi tôi vui vui chút, mình gọi là hỷ. Tự vì mình đọc những cái cảm giác này ở trong kinh hay là trong sách á, thì mình thấy nó cũng tựa tựa những cái mình có.
Nhưng mà quý vị đừng có quên là cái này là mình phải học, mình phải luyện. Gọi là có mình thiền mỗi ngày, mình phải có luyện, mình phải trau dồi, mình phải tập đàng hoàng thì mình mới có những cái này. Chứ không phải là mình khơi khơi rồi mình nói mình có, hay quý vị? Nó rất là khó. À, thí dụ, Nguyên Như có tìm được một hai cái thí dụ ở đây cũng rất là hay. À, thí dụ minh họa để mà phân biệt về tầm và tứ. Nói về tầm là quý tắc khá, hay là tứ là quý cha rá, thì mình khó có thể hành dung khi mà mình dùng cái tâm mình đi vào cái hơi thở hay là những cái pháp quán khác, cái hợp, ông như xin sám hối, cái pháp mà các xí ná khác đó, thì mình tập trung quen rồi á, cái tầm cái tứ mình sẽ từ từ mình chuyển cái tâm mình có thành một cái thói quen, giống giống như là mình no, mình vô mình nhập nhập vào cái cảnh một cái đề mục đó rất là dễ. Nhưng mà bây giờ mình coi như mình chưa có tập gì hết đi, mình sẽ bắt đầu mình phân biệt cái tầm này á thì sao. Nó giống như là một cái con chim, nó đang cố gắng nó bay lên cao, thì mình gọi đó là cái chi tầm. Giống như cái tâm mình lúc đó giống như một con chim đang cố gắng để bay lên, thì mình phải có dùng sức nè, mình dùng hai cái cánh mình đập 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 lên, tức là mình phải cố gắng mình tập trung vào một cái đề mục đó, giống như một cái con chim đang tập bay lên. Và khi mà bay lên được rồi đó thì lúc đó mới là có tứ. Thì tứ giống như con chim đang bay lượn với cái tánh cánh dang rộng, tức là nó không có dùng sức để mà nó ép cái không khí nó bay lên nữa. Nó đã ở trên cao rồi, bắt đầu nó lượn, nó truyền cành, nó quay vòng vòng, nó bay tới, nó bay lui. Thì lúc đó cái chi tứ nó xuất hiện. Rồi cái thí dụ thứ nhì nữa, như là mình nói giống như một con ong, khi mà nó mới bay tới một cái bông hoa đó, thì đó chính là chi tầm. Bắt đầu nó nhìn thấy bông hoa, nó bay tới cái bông hoa, thì đó là chi tầm quý tắc cá. Và khi mà cái chi tứ xuất hiện thì sao, thì giống như cái con ong đó, nó thấy cái bông hoa rồi, nó bắt đầu nó bay lượn vòng tròn, vòng tròn, vòng tròn, thì cái đó chính là chi tứ. Nguyên Như xin lặp lại ha. Khi mà con ong nó bay tới một cái bông hoa thì mình nói đó là chi tầm. Khi mà cái con ong nó thấy cái bông hoa rồi, bắt đầu nó đi vòng quanh, nó bay lượn vòng 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 vòng, tức là cái bông hoa đối với nó là thấy rõ ràng rồi đó, thì nó bay vòng 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 vòng, lúc đó đó là chi tứ. Cái ví dụ thứ ba nữa là giống như mình có một cái dĩa dơ, mình ăn một cái dĩa, sau khi mình ăn cơm xong cái dĩa đó dơ, thì mình cái tầm là sao? Là giống như mình lấy cái tay mình cầm một cái dĩa lên, thì cái đó chính là chi tầm. Và cái tứ là sao? Là mình lấy cái tay mình chùi cái dĩa đó, tức là mình đã thấy cái dĩa rồi, mà bây giờ mình lấy cái đồ, cái nồi dẻ mình chùi vô cái dĩa đó, rửa dĩa đó, mình quay, mình rửa vòng vòng lên cái dĩa đó, thì đó chính là chi tứ. Và cái thí dụ thứ tư nữa đó là giống như một cái cơm pa. Quý vị nhớ cái cơm pa thì có một cái đầu nhọn, phải không cả nhà? Và có một cái bút chì ở đầu kia. Thì cái tầm là sao? Là mình lấy cái đầu nhọn mình cắm vào cái tờ giấy đó, chính là cái chi tầm. Và cái tứ là sao? Là khi mà mình lấy cái bút chì đó, mình cắm cái đầu nhọn vào rồi, mình lấy bút chì mình vẽ một cái bồng vòng tròn đó, cái bút chì nó đi vòng quanh, vòng quanh, vòng quanh đó, thì cái đó chính là chi tứ. Bây giờ mình nói quay trở lại, thí dụ như là mình vô mình tập thiền, mình tập bằng thiền hơi thở. Cái hơi thở đó là cái đề mục của mình. Thì tầm là sao? Khi mà quý vị ngồi xuống á, từ cái lúc mình đứng lên, mình nói cười cười, mình xôn xao, mình trạo cử, phóng vật đủ thứ hết. Khi mà mình xếp chân vô, mình ngồi, bắt đầu mình kiếm hơi thở. Thì khi mà quý vị ngồi xuống liền, quý vị đâu có thấy cái hơi thở nó nằm ở đâu đâu. Bắt đầu cái tâm á, mới đi rà vô nó kiếm cái hơi thở. Nó định vị cái hơi thở thứ nhất là nó làm sao? Nó kiếm cái chỗ thở ra thở vô nè, ngay lỗ mũi nè. Thì cái lúc mà mình đi kiếm đó, đó chính là cái chi tầm đó cả nhà. Rồi cái tứ là sao? Cái tứ đó là mình thấy cái hơi thở rồi. Bây giờ mình mới thấy ok, hơi thở nó đi vào cái chỗ mũi nè.
bắt đầu mình biết được hơi thở rồi, bắt đầu mình theo cái hơi thở nhẹ nhẹ, mình ghim cái chỗ đó rồi, cái vòng mũi đó, mình đi thấy hơi thở, mình bắt đầu nó ra, nó vô ngay cái chỗ, cái cửa mũi nó ra, nó vô, nó ra, nó vô cái chỗ đó đó, là cái chỗ là tứ đó cả nhà. Hồi nãy giờ quý vị có nghe được Nguyên Như không? Xin cho Nguyên Như tín hiệu nha. Thấy có chị Nguyên Trang đưa bông hả? Không biết. Dạ, xa thú, xa thú. Thành ra giống như nói một Nguyên Như thấy một cái dễ nhất á, là giống như là mình vẽ một cái cơm ba, thì cái tầm giống như là mình lấy cái mũi nhọn mình ghim vào cái tờ giấy, cái đó chính là tầm. Và tứ là giống như là mình theo cái bút chì, cái vần chì mình quanh vòng vòng mình đi chỗ ngoài đó, thì cái đó là tứ. Thì cái đó Nguyên Như thấy những cái thí dụ này để mà mình sau này mình cứ trừu tượng cái chữ tầm và cái chữ tứ đó, nó theo cái tiếng Bali và nó theo cái từ Hán ngữ đó cũng khó hiểu hay cả nhà. Thì mình theo những cái ví dụ này á, thì mình dễ hiểu hơn cái chữ tầm và tứ. Và Nguyên Như xin đi qua cái chữ hỷ và cái chữ lạc. Cái hỷ là cái chữ pi tí, và cái chữ lạc đó là cái chữ xuất khát. Thì hỷ ở đây á, mình nghe chữ hỷ mình cứ nghĩ đó là hoan hỷ rồi thọ hỷ. Cái chữ hỷ ở đây á không phải là một cái cảm thọ, mà hỷ này nó thuộc về hành uẩn. Và cái chữ lạc đó thì nó lại là một cảm thọ mà nó thuộc về thọ uẩn. Cái đó là cái phân biệt giữa hai cái hỷ và cái lạc này. Thành ra khi mà trong cái chi thiền đó, cái chữ hỷ, cả nhà thấy cái chỗ mà chữ hỷ đó nó không có phải là thọ hỷ nha cả nhà. Mà lạc là thọ lạc, mình đừng có hiểu giống như vậy. Mà hỷ thuộc về hành uẩn, và lạc thì lại thuộc về cái thọ uẩn. Tức là trong cái chi thiền này nó khác nhau nha. Cái hỷ á, nó xảy ra trước khi thưởng thức, mà lạc là cái sự thưởng thức đó. Giống như là mình đi qua một cái sa mạc đó, mình khát nước quá, mình mệt mỏi quá, sa mạc hay là ốc đảo đó, nó mình rất là khát nước, rất là mệt, mà mình thấy có một cái người mà họ đi về ngược đường với mình á, rồi mình mới hỏi: ồ cô ơi, chú ơi, ở gần đây có cái chỗ nào mà có nước uống, có một cái bóng mát hay không, từ ở đây sao mà nó nắng nóng quá, đi sa mạc mà chịu đâu có nổi cả nhà. Thì cái vị đó đó nói với mình: ồ, cách đây cỡ một dặm đường á thì sẽ có nhiều cái cây, nhiều cái bóng mát, nó có những cái con chim nhỏ nó sống, nó hót ở ngay đó, và ở đó có một cái hồ nước, cái hồ nước rất là trong, thành ra anh hay chị có thể tới đó nghỉ ngơi một chút xíu rồi có thể uống nước. Thì cái chữ hỷ hay là chữ bi tí này chính là cái cảm giác hoan hỷ đó đó, khi mà mình nghe là cái chỗ đó có cái hỷ đó đó, mình nghe được cái chỗ đó, thì cái hỷ này chính là cái sự việc mà một cái thú vui nó xảy ra trước khi mà mình thưởng thức. Mình nghĩ đến cái chỗ đó là mình thấy cái chữ hỷ này là pi tí đó. Cái chỗ này hơi khó giải thích, thành ra phải lấy một cái thí dụ cho cả nhà thấy. Tức là mình nghe cái vị đó nói là cách đây một dặm đường có những cái cây dừa, có những con chim nó hót, và có một cái hồ nước rất là trong, rất là sạch. Thì cái chữ hỷ này quý vị cảm thấy ngay cái lúc đó đó là cái sự, cái trạng thái mà trước khi mình thưởng thức đó chính là cái chữ hỷ và pi tí này đây. Cái chỗ này ghi là hỷ như là một thú vui mà khách mệt mỏi sẽ trải nghiệm khi băng qua một ốc đảo và biết được là mình sắp có được chỗ tắm rửa và chỗ ăn uống. Còn cái chữ lạc là sao? Ở đây á, là thọ lạc là một cái cảm thọ thuộc về thọ uẩn, và thọ lạc này là một cái sự hài lòng, một cái cảm thọ hài lòng của cái vị khách này sau khi được tắm rửa và ăn uống. Tức là cái sự thưởng thức đó, khi mà mình thưởng thức, mình đụng chạm vô, thì lúc đó đụng chạm, xúc chạm đó, mình cầm cái gáo nước đó, mình rưới lên cái thân mình tắm, thì cái cảm giác xúc chạm đó là cái cảm giác thọ lạc. Và cái chỗ mà mình cầm cái nước mình uống vào trong người của mình thấy cái cảm giác đó thoải mái khi mà mình uống được cái nước mát, nước sạch đó đó, thì cái đó chính là thọ lạc. Thành ra cả nhà thấy không? Cái hỷ đó là
cái sự việc xảy ra trước khi mà mình thưởng thức, mình chỉ nghe nói thôi, mình vui thôi. Giống như là ai nói trời ơi, Nguyên Trang ơi, Nguyên Trang đã được trúng số rồi, thì Nguyên Trang vừa nghe cái đó thôi là cái cảm giác hỷ sung mãn đó nó xảy ra khi mà mình nghe là mình cảm giác mình trúng số đó. Mà thiệt ra thiền thì nó không có thô giống vậy đâu, mình giải thích sơ sơ cho mình hiểu vậy thôi, thì thấy là wow, cái cảm giác là happy, cái cảm giác vui đó đó, thì cái đó nó không phải là thọ như cái nhà, nó không có xúc chạm không gì hết, mà mình cái chỗ đó mình thấy cái cảm giác trước khi mà mình lợi mình nhận tiền đó, mình chỉ được người ta báo, thì cái hỷ cái pi tí đó là cái cảm giác nó xảy ra trước khi mà mình hưởng, trước khi mình thưởng thức. Rồi khi mà Nguyên Trang lên cái chỗ nhận tiền, Nguyên Trang lấy một cái thùng tiền, một cái đống tiền, Nguyên Trang cầm tinh tay, cái hoan hỷ, cái sự là cái thưởng thức cái thọ đó, thì cái lúc đó đó thì mình mới là gọi là cái sự thưởng thức đó đó, mới gọi là cái chữ lạc đó là xuất khác. Cái này gọi là cũng như nôm na, nó thiệt là giống như nó hơi một cách nào đó mình diễn tả như vậy thôi, chứ khi mà quý vị vào cái thiền á thì nó hoàn toàn nó rất là thanh cao, nó rất nhẹ nhàng, chứ không có giống như là mình ăn mình uống, và nó không có giống như là mình trúng số như nãy dụ như nói nha quý vị. Nhưng mà nó giống như nôm na cho cái tâm mình hiểu được á, là cái tầm á thì giống như là một cái mà mình nhào tới cái đối tượng, mình đi kiếm cái đối tượng. Và cái tứ á, là giống như mình đã thấy cái đối tượng rồi, mà mình đi xà quần lúc đó đó. Nó giống như là một cái cơm ba là cái tầm, và một cái tứ là một cái cây bút chì, nó xà quần chung quanh cái cây cơm ba để vẽ thành một cái vòng tròn. Rồi cái hỷ là sao? Là cái cảm giác trước khi mà mình thưởng thức, trước khi mình thấy, mình chỉ nghe nói, mình chỉ hướng về đó, là mình thấy cái chữ hỷ đó. Rồi còn cái lạc á, cái lúc này mới là cái thực sự cảm thọ. Lúc này cái lạc á, là mình feel được cái lúc đó, mình hưởng được cảnh lúc đó, mình thưởng thức lúc đó, thì cái lúc đó nó mới là chữ lạc. Dạ. Rồi bây giờ đó, rồi Nguyên Như xin đi qua một cái nhỏ nhỏ nữa, mà thường thường ít có ai chỉ cho mình. Khi mà mình nói chữ thiền thì mình nên để ý là có ba cái thuật ngữ ở trong đây. Cái thuật ngữ thứ nhất là mình nói thiền không. Cái thứ hai là yếu tố thiền hay là chi thiền. Và cái thứ ba là tâm thiền. Thành ra nội mà mình nói với nhau là cái chữ thiền này đó, quý vị phải để ý nó có tất cả là ba cái thuật ngữ lận. Khi mà mình nói thiền mà mình nói liền về cha nát. Thí dụ như là chị Kim Nhung nói, ô hôm nay mình học về sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hay ngũ thiền. Thì ở đây đó là chị đang nói về thiền hay là nói về cha nát. Tức là sao? Là chị nói là một nhóm nha. Một nhóm những cái yếu tố thiền chung với nhau. Tại vì sao? Sơ thiền là mình đã nói về năm yếu tố thiền. Tức là tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Tức là cha nát. Tức là first cha nát đó là sơ thiền đó. Tức là sao? Chị nói về một group lận chứ không nói riêng rẽ. Rồi thứ hai là chị nói về nhị thiền. Thì sao? Tức là còn 4, tức là tứ, hỷ, lạc, định. Khi mà chị nói về thứ 3 là chị nói còn hỷ, lạc, định. Chị nói về tứ thiền, tức là chị nói về lạc định. Và ngũ thiền là chị nói về xả định. Tức là sao? Chị nói về một nhóm những cái yếu tố thiền hoặc là những chi thiền chung với nhau. Thì cái lúc này á, thì mình mới gọi là cha ná hay là thiền. Cái thiền nó gồm như vậy đó cả nhà. Rồi cái yếu tố thứ hai khi mà mình nói về chi thiền á, tức là hồi nãy giờ Nguyên Như mới bàn qua, tức là mình nói về cái chi tầm hay là chi tứ. Thì lúc đó đó, cái lúc đó mình gọi cái chữ đó gọi là yếu tố thiền hay là chi thiền. Chứ lúc này không phải là cái chữ thiền không nha, mà gọi mình phải nói là yếu tố thiền hay là chi thiền. Tức là Nguyên Như nói về chi tầm nè, Nguyên Như nói về chi tứ nè. Một cái individual, một cái riêng, một cái yếu tố đơn lập, một cái yếu tố riêng biệt, thì mình mới nói là chi thiền. Tức là một cái thôi, tức là chi tầm hay là chi tứ hay là chi hỷ, chi lạc, chi định. Thì lúc đó mình mới nói là yếu tố thiền hay là chi thiền. Và thứ ba là một cái thuật ngữ thứ ba đó là tâm thiền. Gọi là tâm thiền, tức là cái tâm này nó được đi kèm bởi cái chà nát. Tức là sao?
Thí dụ mình nói đây là tâm sơ thiền. Hồi nãy Nguyên Như nói là chỉ là sơ thiền thôi, tức là một group của những cái chi thiền với nhau, thì mình nói là sơ thiền jhana, tức là first jhana, second jhana, hay là bậc thứ sơ thiền, hay là nhị thiền, hay tam thiền. Bây giờ mình nói về tâm sơ thiền có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái tâm này nó được đi kèm bởi thiền. Mà thiền này mình phải nói rõ ra là sơ thiền hay là nhị thiền hay tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Có nghĩa là tâm sơ thiền, tâm nhị thiền, tâm tam thiền, tâm tứ thiền, tâm ngũ thiền. Cả nhà thấy không? Thì khi hồi đó giờ mình nghe cứ sơ sơ, mình cứ trộn lộn chung á, mà mình không biết rõ đó, là khi mà mình nói về cái chữ thiền, mình phải biết là mình đang nói về cái gì. Mình đang nói về cha ná, có nghĩa là mình nói về một cái group thiền đó, hay là mình đang nói về cái chi thiền, hay là mình nói về cái tâm thiền. Có ba loại hay cả nhà. Thành ra mình, nếu mà mình không đi qua mà mình cứ nghĩ là tất cả mà mọi người đều biết như vậy á, thì chưa chắc hay cả nhà ha. Mình cứ việc nghe cả mình biết rồi mình đi ôm lại, nó vẫn thấy là rất là xa thú ở đây. Và cái tâm thiện sắc giới á, khi mà mình nói đủ ra đó, thì mình phải gọi là tâm thiền thiện sắc giới. Hồi nãy mình đọc ở trên á, là mình đọc Rupa Vachara Kusala Chitta, tâm thiện sắc giới. Rupa Vachara Kusala Chitta, thì cái chữ gọi đủ á, mình phải gọi là tâm thiền thiện sắc giới mới đúng. Là sao? Là Rupa Vachara Jhana Kusala Chitta. Vì cha ná có nghĩa là thiền, mình phải thêm vô nữa, gọi đủ đó là tâm thiền thiện sắc giới, Rupa Vachara Jhana Kusala Chitta. Như xin đi một chút xíu ở đây nữa. Gọi là thiền cha ná vì nó có ba cái ý nghĩa. Ý nghĩa đầu tiên là thiền là một cái trạng thái tu luyện nội tâm, đạt đến sự tĩnh lặng, tu tập làm sao để mà tâm đạt đến sự vắng lặng. Quý vị thấy chỗ này không? Người ta dùng cái chữ là trạng thái tu luyện nội tâm. Phải tu mà phải luyện nữa, tức là sao? Mỗi ngày quý vị phải ngồi xuống, quý vị phải tu luyện cho tới khi mà tâm đạt đến sự tĩnh lặng. Thành ra nếu mà mình nói ồ, tôi có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc, có định, mà mình nói cái đó chính là mình thiền, thì nó không có đúng nha cả nhà. Mình phải có một cái trạng thái tu luyện đàng hoàng. Cái số 2 là thiền cũng có nghĩa là suy gẫm, là bám sát và chăm chú mạnh vào đối tượng, tập trung tinh thần và đắm mình chìm sâu vào trong cái đối tượng được chọn lọc. Cái đối tượng đây chính là một cái đề mục mà mình lựa. Có thể là hơi thở, có thể là cá xí ná, 140 đề mục sau này mình sẽ đi vào sâu nữa. Mà mình phải suy gẫm, mình phải bám sát, mình phải chăm chú. Chăm chú làm sao? Rất là mạnh. Có thể là một tập trung một cái tinh thần vào một cái cá xí ná đó. Mình đắm chìm mình vào, có thể nửa tiếng, 45 phút, một tiếng rưỡi, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng, 7 tiếng, 8 tiếng. Một cái cá xí ná, một cái đề mục duy nhất thôi, thì mình mới được cái trạng thái thiền hoặc là cha ná này nha cả nhà. Và cái nghĩa thứ ba nữa là cái cha ná cũng có nghĩa là thiêu đốt, đốt cháy các pháp chướng ngại, niwaranas, niwaranas. Mà cái chướng ngại này chính là cái pháp triền cái. Tức là khi mà mình thiền á, những cái chi thiền của mình ở trên, khi mà mình tập được tới cái sức mạnh, nó có cái sức mạnh, nó có cái lực rồi đó, thì nó bắt đầu nó thiêu đốt những cái triền cái, mà một chút sau thì mình sẽ đi vô sâu. Nguyên Như nghĩ hôm nay không có đủ giờ đâu, mình sẽ đi vào cái tuần sau. Nguyên Như chỉ đi theo một cái chút xíu mấy hàng nữa, là khi mà mình nhấn mạnh ở chỗ thiền sắc giới và thiền vô sắc giới đó, thì nó thuộc về chỉ tịnh, hay còn gọi là thiền hiệp thế samadhi. Nó không làm cho giải thoát, mà nó chỉ mượn cái thiền này để mà bước qua thiền siêu thế, mà chỉ làm cho tâm an định, và để định và an trú.
Tất cả 8 cái tầng thiền đều thuộc về hiệp thế mà chỉ đạt được đến trạng thái tịnh, chứ không có làm cho ta giải thoát để mà chấm dứt sanh tử như là thiền siêu thế. Thì ở đây mình đang học vào cái thiền đáo đại, thì những cái thiền này là cái thiền mà mình sắc giới vô sắc giới mà mình nói đây. Khi mà mình được tất cả 8 tầng thiền, hay là người ta gọi là bát thiền đó, thì 8 cái tầng này mình nên đi qua. Có những vị thì họ tin tưởng là cái thiền này không có phải là không có cần, mà mình phải cần để mình đi bước qua cái thiền gọi là thiền Vipassana. Mà có những vị đó thì người ta believe là mình không có cần nhảy qua cái thiền này, mình không có cần học cái thiền này, mà mình chỉ cần đi qua cái Vipassana là mình có thể đạt vô. Nhưng mà thiệt ra cái đó rất là khó. Giống như có một vị sư có dạy cho Nguyên Như xin chia sẻ để cả nhà nghiên cứu chỗ này ha. Có những vị mà nói là vừa mới nghe Đức Phật nói một câu, rồi cái ngồi xuống chéo chân, rồi quán á, mình dùng thiền quán, mình quán cái là mình đắc định liền. Nhưng mà thiệt ra cái vị đó, Nguyên Như quên tên rồi. Nếu mà nhìn ngược lại trong cái chú giải đó, thì cái vị đó đã tu thiền định á, gọi là mấy trăm ngàn cái kiếp rồi. Chứ không có phải là mới nhắm mắt mà vô trong cái Vipassana, không có dễ như vậy đâu cả nhà. Thành ra khi mà mình cứ nghĩ là mình cứ nhắm mắt mình vô Vipassana là mình phải question mark là cái chỗ này ha. Nếu mà mình không có cái định cho vững á, thì mình khó có tập trung. Mà ngay cả theo cái bài học á, thì trong cái sách Thanh Tịnh Đạo cũng nói là khi mà mình có cái cận định á, cái cận định này không có phải là quý vị cứ vô nhắm mắt là vô cận vô nha quý vị, không có phải. Tức là mình phải học qua cái thiền định, mình phải đạt cái chana rồi mình mới tới cái chỗ cận định, chứ không có dễ là mình cứ nhắm mắt một chút xíu là mình tới cận định đâu. Thành ra cái chỗ này đó là rất là khó. Thành ra sau khi mà mình học những cái tâm này rồi đó, thì mình sẽ đi vô sâu một chút xíu để mình nói là cái cận định là cái chỗ nào, mà thiền định và cái chỗ nào, và cái Vipassana là cái chỗ nào nữa. Bây giờ Nguyên Như xin phép là 10 giờ 19 phút rồi, Nguyên Như xin ngừng ở đây, rồi mình có thể bàn thêm một chút xíu trước khi mà hết giờ. Dạ, Nắc Mô Bích Tha Giá, Nắc Mô Tham Ma Giá, Nắc Mô Sang Kha Giá. Dạ, Nguyên Như xin kính mời chư vị trong đạo tràng. Nguyên Như xin kính mời chị Nhung, mời anh Thính Pháp, mời Nguyên Trang, mời anh Giang Nhất Hạ trước. Mình bàn với nhau một chút xíu, xong rồi Chư Tăng sẽ có thể có những cái góp ý sau đó khi mà mình ôn bài, để mình có thể học hỏi thêm từ Chư Tăng nữa. Dạ, Nguyên Như con xin nhường mic lại cho cả nhà, con xin xuống mic. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Khai. Dạ, con đảnh lễ Chư Đức Tăng, quý bà cô tu nữ. Dạ, con có một cái số hơi lấn cấn trong vấn đề mà trong sang số 12 tới hôm nay đó, nói về cái chi thiền thực ngữ, thực cử của chi thiền đó. Thì dạ, con quay lại chút xíu này trong chi thiền. Dạ, nó mất rồi. Dạ, thì hồi nãy Nguyên Như ở trang số 12, trang số 12 nói là, nó mất rồi. Dạ, thiền có nghĩa là chana đó, là một nhóm của những yếu tố thiền hay những chi thiền. Nếu như vậy thì, nếu mà nói như vậy thì chẳng hạn như tối hôm nay là 8 giờ đạo tràng của tụng kinh, mà Nguyên Trang hay Nguyên Như là đang hành thiền. Như vậy có thể nói là Nguyên Trang như đang gom góp những cái chi thiền lại hay không? Thì tại trước giờ nghe là nói là hành thiền là một cái gì đó, là một công phu hay là những cái phương cách nào đó để mà gom tâm, mà bây giờ nói những chi thiền thì nó hơi lấn cấn đó. Thì con không hiểu là có thể Chư Tăng hay là một vị thiền trí thức trong đạo tràng có thể
mà có thể mình nói kết lại vấn đề giữa cái thuật ngữ tôi hôm nay với là những cách thông thường ngày xưa đó. Dạ dạ cô xin nhận biết lại. Dạ. Hello, cả nhà có ai có câu trả lời của anh Thính Pháp không? Cái câu trả lời này không phải đúng nha cả nhà, bây giờ mình đang bàn thôi. Tự vì cái đó cũng là cái thắc mắc của Nguyên Như luôn. Khi mà Nguyên Như ôm cái bài về ba cái thuật ngữ này á, thì trong sách á, người ta nói á, Nguyên Như không biết câu trả lời đâu, bây giờ chỉ là bàn thôi nha Nguyên Trang. Thì mình nói khi mà mình dùng cái chữ thiền á, thì á, cái vị này nói là mình có ba cái thuật ngữ. Khi mà mình nói thiền, giống như bây giờ mình nói về sơ thiền đi, thì mình đang nói một cái nhóm, thì sơ thiền mình đang nói là tầm tứ hỷ lạc định, thì mình phải biết mình đang nói cái gì. Rồi mình, nếu mà mình nói ngũ thiền á, thì mình đang nói là về xả và định thôi. Còn nếu mà giống như anh Thính Pháp hồi nãy đó, thì anh Thính Pháp nói là bây giờ, thí dụ như bây giờ Nguyên Trang với Nguyên Như hay là sư Thanh Tâm nói là ok, bây giờ cả lớp mình ngồi thiền. Thì khi mà sư nói ngồi thiền như vậy, thì Nguyên Như nói more like một cái hành động, giống như một cái động tác, là thay vì mình ăn, thay vì mình uống, thay vì mình ngủ, thì bây giờ là mình đang hành thiền. Cái này là hành thiền, chứ nó không có vô một cái một trong ba thuật ngữ này. Cái đó đó, thì cái đó là cái Nguyên Như hiểu. Tự vì bình thường mình nói ô, hôm nay chị Kim Nhung ơi, chị có thiền hay không? Thì nó đâu có nghĩa, nó là chỉ một động từ, giống một cái hành động của mình là thiền hay không, chứ nó không có lọt vào ba cái thuật ngữ này. Thành ra Nguyên Như không, Nguyên Như thấy ở trong sách nó ghi vậy, thì Nguyên Như chia sẻ với cả nhà. Mà theo Nguyên Như thấy thì nó không có hiểu là cái tiếng nôm na mình nói như bình thường là ok, hồi sáng này Nguyên Trang thiền được nửa tiếng hàng tiếng, hay là hồi nãy chị Nhung có thiền hay không, hay là sư Tâm nó bây giờ thôi cả nhóm mình ngồi thiền 15 phút. Thì cái đó nó không có thuộc về một trong ba thuật ngữ này. Nguyên Như không biết là Nguyên Như nói như vậy có đúng ý hay không. Thì giống như anh Thính Pháp nói cái chữ thiền của anh Thính Pháp, cái câu hỏi đó một cái từ rất là gọi là lay term, rất là cuộc sống bình nhật, chứ nó không có thuộc về cái thuật ngữ. Dạ, Nguyên Như xin xuống mic, có thể chị Kim Nhung có thể góp ý cái chỗ này. Dạ, sa thú chị ạ. Nguyên Trang ơi, Nguyên Trang có ý về cái chỗ này hay không? À, khi mà mình đọc, Nguyên Như đọc lại cái chỗ này nè, là thiền cha ná đó, là một nhóm của những yếu tố thiền hay là những chi thiền. À, khi mà mình nói là mình vô cha ná đó, là tức là mình vô sơ thiền á, là khi mà mình ngồi thiền đây là mình chỉ tập thôi, chứ mình đâu có vô cha ná gì đâu. Thành ra mình không có gọi là những nhóm, những yếu tố thiền được. Rồi khi mà mình nói là khi mà mình nói những yếu tố thiền đơn lập và riêng biệt á, thì lại nói, dạ đúng rồi, thành ra cái chữ mà anh Thính Pháp nói á, thì cái này nó hơi vô technical đó anh Thính Pháp. Khi mà trong trong đây tức là Nguyên Như nghĩ á, cái này là Nguyên Như nghĩ thôi nha, mình không biết có đúng hay không. Tức là khi mà mình vô bài học,
hoặc là mình vô mình viết một cuốn sách hay là một cái gì đó, thì ý của Chư Tăng mới dạy á, là khi mà mình viết một cái chữ xuống á, là mình phải để ý cái technical term, tức là những cái chữ đặc biệt, những cái thuật ngữ mình nói, chứ mình không có nói được đâu. Tự vì mình nói trật á, là người ta hiểu theo ý trật của mình. Còn mình nói thường theo cái đời sống của mình, ồ hôm nay có thiền không, hôm nay mình có đi dự khóa thiền hay không, thì nó sẽ không có gồm một trong ba cái thuật ngữ ở đây. Và chị Nguyên Trang có thể nốt xuống cái chỗ này, và mình có thể đi hỏi sư Liễu Tông, và mình có thể đi hỏi thầy Kinh vào cái ngày thứ sáu mình học luôn hả chị Nguyên Trang. Cái này cũng rất là hay, mà mình có thể học thêm, mình học được chữ nào mình hay chữ đó. Trời, lâu lâu anh Thính Pháp lên hỏi một câu khó trả lời quá trời. Nguyên Như xin kính mời cả nhà nha. Anh Thính Pháp còn câu hỏi nào nữa không? Hôm nay không có Quỳnh Lý, thành ra Quỳnh Lý là gọi là rất là giỏi về cái vụ này, ảnh sẽ tràn gian đại hải thôi, chứ Nguyên Như không có biết như vậy đâu. Dạ, Nguyên Như xin dâng mic lại cho cả nhà. Dạ, dạ, Nam Mô Bố Thầy, dạ, Nam Mô Thầm, dạ, Nam Mô Sơn, dạ. Dạ, con xin đóng góp một số cái opinion, một số tư tưởng, một số cái sự hiểu biết. Và ngày xưa con có thông thường những buổi lễ tụng kinh ở tại chùa Bắc Tông ngày xưa đó, sau khi tụng thời kinh không một tiếng đồng hồ buổi tối, thì các vị thầy đó, vị pháp sư hay là vị thầy cái đó là bây giờ chúng ta ngồi xuống thiền, hành thiền khoảng 5 phút, giống như sư Thanh Tâm giảng dạy đó. Nhưng mà trước khi đi vào thiền thì là cái vị thầy đó là các vị nhắm mắt ngồi buông lỏng toàn thân, nhắm mắt hay hí mở để hai tay lên được nhẹ nhàng thoải mái, và cuối cùng gom tâm về một mối, có nghĩa là tâm thức của chúng sanh tán loạn bị năm cái thiền cái nó dẫn dắt đi khắp mọi nơi đó. Chứ bây giờ thầy đó nói là bây giờ trước hết đáng gom tâm một mối, cũng có nghĩa là mình hiểu thử cái phương diện nào là cái nào là những cái năm cái thiền cái nó đi hoang vu, nó bị gom tâm về, tức là mình làm sao phát sinh khởi được những chi thiền đó bằng cách chú tâm vào một đối tượng. Nó tương đương giống như trong Thanh Tịnh Đạo cũng nói là cái định, tức là cái thiền, tức là cái sự xoáy toàn của tâm và tâm sở trên một đối tượng duy nhất trong một thời gian dài không gián đoạn miên mật. Thì có lẽ là các cái ba cái thuật ngữ này nó có nghĩa là gom tâm về, gom những chi thiền lại để mà nó có thể là tạm thời đè nén những cái năm truyền cái. Thì cái đó chị con xin đóng góp một số cái tư tưởng này thôi. Dạ, con xin xuống. Dạ. Dạ, Nguyên Như con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm, con xin kính thỉnh sư Pháp Trang. Dạ, chư vị có một cái ý kiến về trong cái bài học hay là những cái mà anh Thính Pháp mới hỏi không? Con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm, con xin kính thỉnh sư Pháp Trang ạ. Xin cho Nguyên Như một tín hiệu, không biết có ai có trước mic không hả chư vị? Dạ. Sư Tâm ơi, sư có trước máy không vậy sư Tâm? Hôm nay cái bài này đó cả nhà, nói dễ á, thì dễ, mà nói khó nó cũng khó, tức là mình chưa có hiểu xuyên thấu hết tất cả đâu hả cả nhà. Mình nói nghe dễ dễ như vậy chứ mà mình ngồi mà phân tích ra thì thấy là mình không hiểu gì hết. Thành ra hỏi cái chỗ nào là nó bắt bí ngay chỗ đó liền. Bây giờ Nguyên Như thấy là 10:30 rồi mà sư Tâm cũng không có trước máy, mà sư Pháp Trang cũng chắc là bận mất rồi. Thôi Nguyên Như xin kính mời chị Nguyên Trang, chị có thể là hồi hướng được không chị Nguyên Trang? Dạ, xin mời chị Nguyên Trang. Ngày mai Nguyên Như xin kính mời chư vị trở lại vào Zoom, thì ngày mai có sư Minh Trí quay trở lại nha cả nhà. Rất là xa thú. Dạ, Nguyên Như xin mời chị Nguyên Trang ạ. À.
Nam mô Bích Thay giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Dạ, con Nguyên Trang, dạ một lần nữa. Dạ con kính lãnh lễ sư Thanh Tâm, kính lãnh lễ sư Pháp Trang, kính lãnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào toàn thể đạo trang. Sa thú sao? Kelly thả ra. Dạ xin. Dạ con xin thay mặt đạo tràng rất là sa thú hoan hỷ với bài chia sẻ của Nguyên Như ngày hôm nay, nói về thiền nhưng mà đi sâu về thiền thì nó hơi rối rối chút xíu vậy mà. Dạ nên hả, Huynh Giang là có gì thắc mắc không thì đặt câu hỏi nha. Nguyên Trang không phải là người chuyên môn, chỉ là mình tu tập thôi. Dạ dạ sau đây Nguyên Như thì rất là giỏi về thiền nên Như có thể chia sẻ về cái phần này. Nguyên Như chia sẻ rất là hay. Dạ dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con mình có thể mình hồi hướng sau khi mà mình học pháp ngày hôm nay ạ. Dạ Ya deva ta santi vihara vasini tu be kare po thikare ta hin ta thamma da ne na pha wan tu pu chi ta so ting karo te ta vihara mandale te ra cha mat cha na waka cha fit ka wo sara mikada na bati upasaka Gama cha desa ni gama cha isara sabba na futa sukita fa wantu te. Chala pu cha ye bi cha anda sam fa wa san se da cha ta atha wo pa pa ti ka. Ni ya ni kam tham ma wa rang ba te cha te sabbe bi dukkha sakarontu sankhayang. Thātu ti răng sa tăng thăm mô thma tha ra cha búc ga la. Sang khô hô tu sa mắc gô vā át thā ya cha hi tā ya cha âm hê ra khá tá su tăm mô. Sắp bê bi thăm ma cha ri nô vô tình sâm pa bu nê ya ma thăm ma ri ya pa vê tì tê. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành. Nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải canh nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm tiên thành. Và sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân quý sư đã đến với đạo tràng để tham gia tụi con ôn học ngày hôm nay do Nguyên Như đảm nhiệm và kính cảm ơn Nguyên Như đã dành thời gian của mình cũng như là soạn bài và chia sẻ với mọi người trong ngày hôm nay rất là xa thú ạ. Dạ và con cũng kính cảm ơn toàn thể đạo tràng đã đến với rung và tham gia thời pháp ngày hôm nay ạ. Con xin chúc đạo tràng có một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời đều an lành. Và dạ con quên là ngày mai là sẽ là ngày thứ năm là giờ của sư Minh Trí. Dạ sẽ là cái buổi thứ nhì của sư và kính mời quý đạo hữu tham gia vào ngày mai vào lúc 9 giờ giờ Hoa Thịnh Đốn, tức là 9 giờ sáng giờ Việt Nam. Dạ một lần nữa con kính chúc đạo trang có một đêm an lành, một ngày an lành. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ chúc toàn thể mọi đạo tràng đều ngủ ngon ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Hẹn gặp lại vào ngày mai.